Tiếp theo là thông tin về tình hình an ninh trật tự tại tỉnh bạc liêu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã vừa khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra xử lý về hành vi giết người chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Cả hai tên này vừa đâm vừa chém một người quen khiến nạn nhân gục ngã bên đường rồi thẳng nhiên bỏ đi. Nạn nhân may mắn được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến nay đã qua cơn nguy kịch. Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 12, Nguyễn Chi Lăng sinh năm 1991 và Nguyễn Hồng Hoài sinh năm 2000 cùng ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu tham gia nhậu cùng nhóm bạn tại một quán karaoke. Cùng thời điểm, anh B cũng có ăn nhậu tại quán. Do có quen biết từ trước nên B qua phòng Lăng để mời bia. Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau chủ quán trơ kê can ngăn nên hai nhóm giải tán tuy nhiên sau khi trời khỏi quán lăng về nhà lấy một con dao còn hoài lấy một cây kéo rồi điều khiển xe máy chạy dọc tuyến đường thị trấn gan dừa để kiếm bê trả thù khi gặp bê ở ven đường cả hai tấn công đâm liên tiếp khiến nạn nhân bất tỉnh sau đó cả hai bỏ đi nạn nhân may mắn được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời đến nay đã qua cơn nguy kịch hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ